Ừ, Nhật Trường nè, Nhật Trường có thường hay ăn hủ tiếu không? À, mới sáng sớm mà anh Minh đã nhắc đến hủ tiếu làm cho Nhật Trường cảm thấy rất là thèm. À, Nhật Trường nghĩ là không chỉ có mình Nhật Trường đâu, mà món ăn hủ tiếu này thì được rất là nhiều người miền Nam yêu thích. À, bởi vì hủ tiếu là một món ăn bình dân, dễ tìm, dễ ăn. Mà hàng quán á, tại Bà Rịa Vũng Tàu á, bán món hủ tiếu này thì có rất là nhiều. Ừ, đúng vậy. Để có một tô hủ tiếu thơm ngon đậm đà thì phải có nước lèo thật ngon, ở các nguyên liệu như là thịt nè, rau nè, ở nước chấm phải phù hợp. Tuy nhiên nguyên liệu chính chiếm đến 70% của tô hủ tiếu là sợi hủ tiếu, cũng phải có độ dai đều nè, không quá lạt mà cũng không quá mặn, đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà để làm ra được sợi hủ tiếu á, thì ngoài việc là chọn nguyên liệu là gạo phải ngon nè, người chế biến cũng cần phải có những bí quyết riêng của mình. Chia sẻ ngày mới sẽ giới thiệu đến quý vị nghề làm sợi hủ tiếu. Gia đình của ông Nguyễn Văn Ớ ở xã An Nhất, huyện Long Điền là một trong những hộ làm sợi hủ tiếu truyền thống đã gần 30 năm nay. Ông Ớ học và biết làm sợi hủ tiếu nhờ một người bạn thân truyền dạy. Ở vùng quê, vào việc đồng áng, người nông dân học thêm được một nghề là điều quý. Vì lẽ đó, ông ở rất chuyên tâm học nghề, rồi dần dần gắn bó và chọn nghề này làm kế sinh nhai. Theo kinh nghiệm của ông ở, để sợi hủ tiếu dai ngon thì phải có gạo ngon. Gạo này được ngâm nước 2 ngày, sau đó chắc ráo nước rồi đem giã thành bột. Bột trộn thêm bột năng và tiếp tục ngâm với nước theo tỷ lệ nhất định thêm một ngày. Rồi mới đến công đoạn tráng dày cách thủy cho chín, theo phương pháp làm bánh tráng. Nhưng độ dày gấp 10 lần. Sau đó thợ đưa lên vàng và phơi khô trong khoảng 8 tiếng mới cắt thành sợi hủ tiếu. Làm sợi hủ tiếu theo phương pháp truyền thống phải thức từ lúc 2 giờ sáng để tráng bánh, như vậy mới kịp giờ ra phơi nắng sớm. Đến 9-10 giờ thì thu bánh vào vẫy nước, ủ khoảng 2 giờ cho bánh mềm lại rồi mới cắt thành sợi, đóng gói và giao cho khách hàng. Vào những ngày trời nắng, sợi hủ tiếu làm ra sẽ dai và ngon hơn. Hiện nay nghề làm sợi hủ tiếu cũng giống như bao nghề khác, cũng được cơ giới hóa hầu hết các công đoạn, xay, trộn bột, tráng bánh, cắt sợi. Nhờ vậy mà năng suất làm sợi cũng đã tăng lên gấp đôi so với trước. Bình quân mỗi một ngày, gia đình của ông Ớ huy động từ 3 đến 5 người để sản xuất khoảng 400 kg sợi hủ tiếu. Sau khi trừ chi phí, ông thu lời khoảng 500.000 đồng. Cái nghề này thì hồi xưa thì mình tráng bộ thì nó hơi mất thời gian. Nhưng mà sau khi thời giờ mình cải tiến lại rồi thì làm bằng máy móc thì nó hiện máy móc nó hiện đại hơn thì thời gian nó nhanh hơn. Theo chia sẻ của ông Ớ, sợi hủ tiếu ngon khi ăn thường có độ dai, không mặn, không chua, sợi trong. Để đạt được chất lượng này, phải nhờ hạt gạo ngon cùng kinh nghiệm phối trộn các loại nguyên liệu theo tỷ lệ nhất định. Ăn bánh mà chất lượng là tôi lấy gạo coi như gạo cũ tôi tráng. Hai nữa là tôi pha chế ba cái bột năng. Một năng chứ còn rồi mình để cho bánh hỏi muốn bánh cho dai thì để cho bánh cho nó khô, đừng để nó ướt thì bánh nó dai, còn không muốn cho nó mặn thì không bao giờ đừng có muối, là nó không có mặn, không có chua, nếu mà chua là bị bột nó sình mới chua. Nghề làm sợi hủ tiếu ngày trước khá phổ biến tại Bà Rịa Vũng Tàu và đã nhiều gia đình sinh sống chủ yếu nhờ nghề này. Tuy nhiên hiện tại do vất vả nhưng thu nhập lại không cao nên nhiều gia đình đã bỏ nghề. Vì vậy những hộ giữ nghề như gia đình ông Ớ không còn nhiều. Để duy trì nghề, các hộ làm sợi hủ tiếu phải đưa máy móc vào sản xuất nhằm giảm công lao động, tăng năng suất và hạ giá thành. Tuy nhiên ở một số công đoạn, người thợ vẫn phải làm thủ công để giữ gìn chất lượng sợi bánh theo công thức gia truyền.